Ông đúng là trợ lý chủ tịch có khác, nhìn đẹp dai vãi trưởng ra ấy. Thế đẹp dai thì cũng chỉ là cái chân trợ lý thôi chứ không có cái gì đâu. Ông nói thế làm tôi hơi bị chạnh lòng ấy nhá. Cái vị trí trợ lý của ông ấy, tôi cũng đã từng mơ ước, cũng đã từng ứng tuyển. Thế nhưng mà bị trượt ấy. À cày thế chứ. Bình tĩnh đi. À cày cái gì? Thế hôm nay phỏng vấn thế nào? Phỏng vấn thì tôi cũng phỏng vấn rồi. Đề án thì tôi cũng nộp rồi. Bây giờ chỉ chờ kết quả thôi. Tôi tin vào khả năng của ông. Mặt vui lên xem nào. Thực ra khả năng thì tôi có thừa. Thế nhưng tôi chỉ bị tự ti về ngoại hình thôi. Ông cũng biết lần trước tôi bị trượt là do ngoại hình rồi còn gì. Thì biết đâu lần này thần may mắn lại mỉm cười với ông thì làm sao? Hả? Thôi, đi làm cốc nước. Ông nghỉ làm luôn à? Ôi chỉ chả mấy khi bạn thân lên công ty. Đi. Từ từ đấy, tôi đi. Dạ, alo ạ. Dạ, đúng rồi ạ. Thật thế không ạ? Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Yes, yes. Gì đây? Tôi qua vòng 1 rồi. Nghe nói giám đốc rất ấn tượng với bản đề án của tôi. Ngày mai đến phỏng vấn trực tiếp luôn đúng không ạ? Hay quá, chúc mừng. Tôi đi làm cũng được nha. Dầm dê đề tiện. Tại sao cô lại ta tôi? Dám làm mà không dám nhận à? Này, cô đừng tưởng cô xinh đẹp mà muốn đánh ai thì đánh nhá. Loại người gì thì không biết. Tôi là loại người tử tế, không bao giờ đi làm cái trò lăng nhăng này đâu. Ý anh là tôi đổ oan cho anh là người không tử tế á? Đấy là cô nói nhá, tôi chưa nói gì đâu. Được rồi, tôi sẽ làm cho anh để thừa nhận. Ok. Alo, check camera thang máy thứ hai cho tôi. Tìm ra bằng chứng có một tên thanh niên sàm sỡ thôi. Ok. Anh cứ chờ đấy, rồi gặp tôi ở đồn công an. Ok, đồng ý luôn. Làm cái trò gì đấy? Cô tha cho hai con mắt của tôi với chứ. Tôi cũng không muốn bị hỏng mắt đâu. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Tôi đi đây. Mời vào. Là cô... Anh ở đây làm gì? Tại sao cô lại ở đây? Đây là phòng làm việc của tôi. Tôi không ở đây thì ở đâu? Từ từ. Khoan đã nhá. Để tôi loát tí đã. Đây là văn phòng làm việc của cô. Có nghĩa là cô chính là chủ nhân của căn phòng này. Thì có nghĩa cô là giám đốc Trang à? Thì ra anh là Sang. Người hôm nay đến đây để phỏng vấn. Dạ, em chào giám đốc ạ. Thôi khỏi. Nhìn hồ sơ của anh thì cũng ấn tượng đấy. Bản đề án thì cũng tốt. Thế nhưng mà tôi không bao giờ tuyển người không có đức. Cô chắc chắn tôi là người không có đức á? Tôi chắc chắn anh là kẻ vỗ mông tôi. Tôi dám lấy danh dự của mình ra để đảm bảo. Nếu không phải là anh, tôi đi đầu xuống đất. Alo, check camera xong chưa? Dạ, có bằng chứng rồi ạ. Người sàm sỡ giám đốc là người đàn ông mặc áo đen và đã ra thang máy từ tầng 6 rồi ạ. Cái gì? Là tôi nhầm á? Này, này cô ơi. Cô ơi. Giới ạ.
ngất thì cứ để người ta ngất đi, còn gọi người ta dậy làm gì? Tính để người ta đi đầu xuống đất thì mới vừa lòng à? Ôi, cười cái gì mà cười? À không, vì cô đáng yêu quá mà. À, thôi tôi xin phép tôi về đây. Sao lại về? Thì chả phải là cô vừa bảo cho tôi ao còn gì? Ao bao giờ mà ao? Từ ngày mai bắt đầu anh đi làm. Thật không? À, cái gì đấy? À, tôi xin lỗi nha, à, tại tôi vui quá mà. Tôi về đây, à, chào cô ạ. Anh Minh đây à? Anh ngồi đi. Ờ, biết em thích nước hoa, tặng em. Ờ, thôi, anh làm thế này em ngại lắm. Anh toàn tặng em những món quà đắt tiền, em không nhận được đâu. Ngại gì chứ, em cứ nhận lấy đi. Đây là tấm lòng của anh. Với cả em cũng biết là anh thích em mà. Anh Minh này, đối với em, anh chỉ là một người bạn đồng nghiệp thôi. Em rất cảm ơn tấm lòng của anh. Trang, Minh, sao ông lại ở đây làm gì đấy? Anh đi đâu đấy? Em tìm anh nãy giờ không được. Anh đi mua trà sữa này này, đúng vị của em thích luôn nhá. Thôi được rồi, tha cho anh. Thôi, em đi sang phòng chủ tịch đây. Anh làm nốt cái chỗ giấy tờ đi nhá. Ừ. Này, ông sang đây làm gì đấy? Ờ, có chút chuyện. À, tôi bảo này, ông có cái cách nào cải thiện cơ thể không? Ông chỉ ở tôi với. Tôi nói thật nhé, ông là đàn ông mà dạo này là ông để ý đến vẻ ngoài là hơi bị nhiều đấy nhá. Vì tôi đang thích một người, rất thích một người luôn. Nhưng mà cô ấy đẹp quá, tôi sợ tôi không với tới. Cái gì? Thích à? Ừ. Tại vì cô ấy với tôi khập khiễng quá, thế nên là tôi mới muốn thu hẹp cái khoảng cách ấy lại. Trước tiên ấy thì tôi nghĩ tôi phải tăng cân để sao có sức mạnh, sức khỏe để khi đi bên cạnh cô ấy có cảm giác như là được tôi bảo vệ ấy. Rồi dần dần tôi sẽ tìm cách thu hẹp khoảng cách ấy lại. Đấy, đúng không? Nhưng mà cái người mà ông nói là ông thích ở đây là Trang đấy á? Bé bé cái mồm thôi. Này, có phải ông thấy tôi trèo hơi cao quá đúng không? Đương nhiên rồi. Ông nhìn lại mình đi, cả vẻ bề ngoài lẫn cả gia thế của ông. Tốt nhất ý là đừng có trèo cao, ngã đau đấy. Bạn chả giúp được gì, giúp được thì tự tìm. Viên uống tăng cân Tamino là sản phẩm tăng cân đầu tiên ở Việt Nam hỗ trợ tăng cân theo cơ chế kép. Sản phẩm có chứa các thành phần whey protein nhập khẩu từ Mỹ giúp tăng cường và tổng hợp protein, digestin giúp cải thiện các vấn đề về tiêu hóa. Lạc tiên, tâm sen giúp ngủ ngon, sâu giấc hơn, qua đó tăng cân, tăng cơ hiệu quả, bền vững. Viên uống tăng cân Tamino đã được Bộ Y tế cấp phép trước khi lưu hành, cam kết an toàn, không tác dụng phụ và phù hợp với mọi cơ địa. Sản phẩm được nhiều đầu báo uy tín, các đài truyền hình lớn, cơ quan, truyền thông đưa tin, các chuyên gia dinh dưỡng cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khuyên dùng. Yes! Alo, tôi muốn mua ngay một liệu trình gồm 4 hộp viên uống tăng cân Tamino về để sử dụng. Ok, tôi sẽ nhắn tin địa chỉ luôn ạ. À này,
Tôi vừa mới gửi tài liệu dự án mới vào mail của ông đấy. Mà đây là tin mật đấy, tài liệu mật, không được để lộ thông tin đâu, nghe rõ chưa? Ông in ra xong rồi xin chữ ký của giám đốc Trang, sau đấy gửi phòng chủ tịch cho tôi nhá. Mà dạo này trông khác nhỉ? Đẹp trai hơn đúng không? Sau khi dùng viên uống tăng cân Tamino, tôi đã tăng được 5 cân rồi đấy. Tôi còn thấy mình đẹp trai hơn cơ mà. Như thế này ấy, là tôi cũng đủ tự tin để nói lời tỏ tình với Nam rồi. Tỏ tình á? Trang, em sao đấy? Em vừa bị trật chân, đau quá. Để anh bế em vào phòng nhá. Càng cố đi thì càng đau thêm đấy. Anh có bế được không đấy? Người ta mới tăng được 5 cân, cơ thể sung sức lắm. Chuyện không xong rồi ạ. Có chuyện gì thế? Tài liệu về dự án mới của công ty chúng ta đã bị gửi sang bên công ty đối thủ rồi ạ. Cái gì? Ai gửi? Alo. Thưa chủ tịch, tôi đã điều tra được. Đấy chính là mail của cậu Sang. Chính cậu Sang đã gửi sang bên công ty đối thủ. Trang, anh tặng em. Anh á? Em nghe anh nói này. Anh nói rất thật đấy. Anh thích em. Rất thích em. Thích đến nỗi không còn si diện gì nữa luôn ấy. Thế nên anh mới phải tỏ tình với em. Em có thể cho anh một cơ hội làm người yêu của anh nhá. Cậu. Mẹ. Cậu. Chủ tịch. Cái thứ rác rưởi này. Ăn cây táo, rào cây sung. Dám tiết lộ tài liệu mật của công ty cho đối thủ. Cậu được lắm. Chủ tịch nói gì tôi không hiểu ạ. Đừng giả ngu nữa. Mau ra khỏi công ty này. Mẹ, hình như có hiểu nhầm gì ở đây ạ. Nhân chứng vật chứng rõ ràng như thế còn hiểu lầm cái gì nữa. Cút. Kìa, mẹ. Con vừa mới nhận lời làm người yêu của anh ấy sao? Yêu? Đàn ông hết thời hay sao mà yêu cái loại hèn mặt này. Mẹ cấm. Con mà yêu ấy, mẹ tư cả con luôn ấy. Rõ ràng là mình không gửi, tại sao mail của mình lại có mail gửi đi? Người biết tài liệu mật chỉ có mình, Minh và chủ tịch chắc chắn không gửi. Alo. Chẳng lẽ... anh nhận được tài liệu rồi à? Thế là thành công rồi. Nhưng anh cũng phải nghĩ đến tôi một tí chứ. Thì đành rằng biết là anh giúp tôi loại bỏ đằng Sang. Nhưng mà cái tôi đem lại cho anh ấy còn lợi hơn gấp nhiều lần. Tôi đòi cũng ít thôi. 500 triệu. 500 triệu đã. Thì ra là mày. Chính mày là thằng đã bán tài liệu của công ty. Này. Mày ở đâu tiên mày chui ra đây để nói linh tinh gì ấy? Hả? Mày đừng có mà chối nữa. Cuộc điện thoại mày còn nói chuyện với đối thủ ấy, tao đã ghi âm lại ở đây hết rồi. Tao sẽ giao cuộc điện thoại này cho công ty. Thằng bạn tôi á. Tao tồi á? Mày mới là thằng tồi ấy. Rõ ràng mày gặp Trang sau tao. Mày có cái gì để đòi yêu Trang? Hả? À? Đúng. Tao làm thế đấy. Tao muốn loại bỏ mày.
tao muốn mày mãi mãi không bao giờ có được Trang. Thì ra là thế. Trước khi mày đối diện với công ty ấy, mày hãy tự đối diện với chính bản thân mày trước đi. Tao sẽ giao lại toàn bộ cuộc ghi âm này cho công ty. Thằng mặt thôi ạ. Mày được đấy. Mày đi đâu? Mày đi đâu? Mày ra đây. Mày đi ra ngay đây cho tao. Nhanh lên. Ra đây. Tao không cho mày đi đâu cả. Không đi. Ra đây. Ra đây. Dừng lại. Trang. Trang. Em có sao không? Em ngốc thế. Em mà có chuyện gì ấy thì làm sao anh sống nổi chứ. Em không sao đâu. Cậu ra đây. Cậu ra đây. Đứng dậy xem nào. Cậu ra đây. Không ngờ cậu mới chính là người ăn cây táo rào cây sung ở công ty này. Đã thế lại còn đổ oan hại người. Chủ tịch, tôi... Thôi, cậu không cần phải lý do. Tôi đã nghe rõ hết cả rồi. Suýt nữa thì cậu biến tôi thành bà mẹ không ra gì vì ngăn cản tình yêu của con mình đấy. Mẹ, nói như vậy là mẹ đồng ý với chúng con rồi hả? Rồi. Còn cậu, ngay lập tức dọn đồ ra khỏi công ty tôi. Chàng trai của em bây giờ mạnh khỏe rồi, có thể bế em một cách nhẹ nhàng rồi nhá. Vì yêu em thế nên anh đã quyết định thay đổi. Anh đã may mắn tìm được viên uống tăng cân Tamino để có thể được như ngày hôm nay đấy. Cháu quen gì đây? Anh quá đáng rồi đấy. Quá đáng là như nào? Anh hất đồ của tôi xuống, không quá đáng thì là gì? Tao nói cho mày nghe nhá. Đây là bàn của Trang, là bàn của người yêu tao. Mày vứt rác trên đấy, đương nhiên tao phải vứt đi rồi. Mày nhìn tao á, muốn đánh nhau à? Hay gì? Cái loại mày ấy, sống ở trên đời, mày biết mày ở đâu. Gầy gò ốm yếu như mày, không hợp với Trang đâu. Mày cẩn thận tao đấy. Cút. Anh sao đấy? Trang. Anh em cứ hỏi thừa. Cái loại thằng này ấy, người gầy trơ xương ra, chẳng tí sức sống gì. Gió thổi tí mà đã ngã rồi. Nỡm. Anh có sao không? Anh không sao. Giời ơi, em quan tâm gì thằng này? Mà trưa nay ấy, em đi ăn với anh đi. Anh biết một nhà hàng ngon cực. Đi ăn với anh nhá. Anh xin lỗi, hoa hỏng mất rồi. Không sao ạ. Trang ơi, trưa nay đi ăn với anh đi. Ăn xong anh tặng cho em 100 đóa hoa hồng luôn. Đẹp mê ly. Đi đi. Không, trưa nay em có hẹn mất rồi. Alo, cà phê 68 đấy à? Tôi muốn đặt một phòng VIP tối nay. À, trang trí cho tôi không gian lãng mạn vào nhá. Có hoa hồng. Tôi muốn tỏ tình với người con gái mà tôi thích. Cảm ơn cô. Trang. Hoa đẹp lắm, cảm ơn anh. Em vẫn cắm à? Chỉ cần có nước là hoa sẽ nở lại thôi mà. Hôm nay tan làm, em đã bận gì chưa? Anh muốn mời em đi ăn với đi cà phê. Vâng ạ. Thế tan sở anh chờ nhá.
Ủa, em là sao thế? Hình như em bị trẹo chân rồi. Hay để anh cõng em nhá. Có được đấy. Được chứ. Anh xin lỗi. Chắc là do em nặng quá đúng không? Không phải. Thật ra anh bị bệnh dạ dày từ nhỏ. Anh ăn mãi mà không thể béo khỏe lên được. Anh xin lỗi em. Anh ngại về em quá. Không sao, em bị vào anh để đi là được rồi. Cản đường. Ồ. Chào cô em xinh đẹp. Anh say rồi đấy. Chay đâu mà say. Đi với anh. Anh cho rất nhiều tiền. Hả? Anh say rồi, đừng có làm bậy. Mày là thằng nào mà động vào chuyện của tao? Anh động vào bạn tôi, tức là chuyện của tôi. Tao động vào mày. Tao động vào mày chuyện đó. Dừng lại! Mày có giỏi mày đánh tao này! Mày nhớ ấy. Nhớ mà tao. Biết! Trang, em có làm sao không? Em không sao. Không sao tốt rồi. Đi thôi, mình đi về. Nhưng mà còn anh Hoàng. Đi. Cảm ơn vì sự chân thành anh luôn dành cho em. Trang, nghe nói em thích cà phê, pha cho em này, uống thử đi. Cảm ơn anh, em có rồi. Cà phê ngon không em? Ngon lắm ạ, cảm ơn anh, em rất là thích. Cảm ơn vì món quà của em,
Nhờ 4 hộp Tamino mà em tặng, anh đã tăng được 5kg sau 2 tháng, cơ thể khỏe hơn rất nhiều. Đặc biệt là sau khi anh dừng sử dụng sản phẩm, cân nặng vẫn tiếp tục tăng 2kg, cơ thể khỏe hơn trước rất nhiều. Hết cả tình trạng đau dạ dày, ăn ngon, ngủ tốt, sức khỏe cải thiện, không còn uể oải như trước. Lúc nào cũng cảm thấy mình tràn đầy sức sống và tự tin hơn hẳn. Đây là viên uống tăng cân từ thảo dược thiên nhiên với thành phần chính là lạc tiên, tâm sen, cao khô nhân trần, đặc biệt là whey protein nhập khẩu từ Mỹ, giúp tăng cân, tăng cơ bắp, cực kỳ phù hợp cho những người gầy lâu năm. Em có một người anh họ cũng có thể trạng giống như anh. Anh ấy đã sử dụng sản phẩm này và tăng cân, trông ấy như một người khác luôn đấy. Em thấy có nhiều người nổi tiếng khuyên dùng và nhiều tờ báo uy tín đưa ra rất là nhiều lời khen tốt cho sản phẩm này, nên em đã mua để tặng anh. Khi nhận được quà của em, anh đã tìm hiểu trên mạng thông tin viên uống tăng cân Tamino hỗ trợ tăng cân với cơ chế tăng cân nội sinh, 5 tác động giúp đào thải độc tố, cải thiện tiêu hóa, giảm nóng trong, kích thích cảm giác ăn ngon, tăng cường thể trạng, dứt hẳn tình trạng ốm vặt, nuôi dưỡng cơ bắp và mang lại vóc dáng cân đối hơn. Em thấy đúng vậy đấy, dạo này trông anh đẹp trai hơn rất nhiều. Cảm ơn em đã giúp anh thay đổi từ tiêu hóa, sức khỏe và vẻ bề ngoài, đặc biệt là anh cảm thấy mình tự tin hơn. À, em nghe nói anh mới ký được một hợp đồng lớn cho công ty đúng không? Ừ, cũng nhờ là em tặng anh món quà quý nên anh tăng cân, anh béo hơn, mặc đồ cũng đẹp hơn, thế nên anh giao tiếp cũng tốt hơn. Chúc mừng anh nhé. À, Trang, anh có chuyện muốn nói với em. À, có chuyện gì ạ? Ừ, anh muốn nói là em biết rồi mà. Em không hiểu ý của anh ạ. Anh thích em. Em là bạn gái của anh nhá. Em thích người khác mất rồi. Xin lỗi anh. Ơ, Trang, là thằng Hoàng đúng không? Anh Trung. Có phải là thằng Hoàng không? Xin anh tự trọng. Anh hỏi em, anh có gì không bằng nó? Nó có gì hơn anh? Mà tại sao lại thích nó? Tại sao? Bỏ ra. Bỏ ra. Trang. Anh bỏ tôi ra. Bỏ ra. Thằng khốn, ai cho mày giở trò như thế hả? Mày có phải con người không? Dạy tao à? Trang là người tao yêu. Từ nay tao cấm mày động vào cô ấy. Anh Hoàng. Trang này, làm người yêu anh nhá. Mày thấy chưa? Cô ấy bây giờ đã thuộc về tao. Hoàng bây giờ khác Hoàng của ngày xưa. Tao sẽ đánh bay tất cả những thằng nào dám động đến người yêu của tao. Chào anh. Mày lần kỹ quá nhỉ. Ông thuê tôi đóng giả làm thằng say rượu để sàm sỡ con gái nhà người ta, biến ông thành anh hùng cứu mỹ nhân. Thế giờ ông không định trả tiền à? Định bùng à? May là tôi biết công ty của ông nhá. Thế giờ như nào? Thế định trả không? Định trả không? Hắn ta là toàn người quen cả này. Thằng khốn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi chỉ là thằng được thuê thôi. Cái thằng cần đánh ấy, cái thằng này không? Tôi chỉ là bị hại thôi. Thằng khốn. Thôi anh. Dù sao chúng ta cũng không làm sao cả. Và anh ta cũng không thể chia cắt được chúng ta. Anh Trung này, vừa nãy anh hỏi tôi, anh Hoàng hơn anh ở điểm gì đúng không? Để tôi trả lời cho anh biết nhé. Anh ấy hơn anh về mọi mặt. Sự chân thành, sự tử tế, và không bao giờ hèn như anh cả. Mình đi thôi. Ngày rảnh em sang chơi với anh chị này. Thôi, cô bận rộn như thế, nhớ đến anh chị là tốt lắm rồi. Chị ơi, anh Trung đâu ạ? À, anh cô vừa đi làm về, cứ ở trong nhà mãi, chẳng thấy ra gì cả. Anh. Em lấy hết tiền trong sổ tiết kiệm, mua mấy cái thứ bùa ngải vớ vẩn này à hả? Anh này, phủi phui cái mồm anh ấy, đừng mà phỉ báng. Đây là bùa ngải rất là linh đấy. Thầy bói nói với em rồi, chỉ cần uống cái nước thánh và dùng cái bùa này thôi nhá, chắc chắn là mình sẽ có con anh ạ. Ơi, anh không hiểu em đang nghĩ cái gì đấy. Bọn nó ấy, toàn bọn lừa đảo có máy hết cả rồi. Làm gì có chuyện thầy bói gì mà chưa được bệnh vô sinh hả?
Bây giờ tiền mất tật mang, em bảo anh tìm lại số tiền đấy như thế nào? Em đâu có biết đâu. Em chỉ nghe người ta nói. Nên là em nghĩ nếu mà mình mất tiền ấy, mà có đứa con thì cũng chẳng sao hết. Em đâu có biết là bị lừa như thế đâu. Em đừng nói gì nữa. Hết cả đầu. Trời ạ, chị Thư, thế sao chị lại mê tín dị đoan đấy? Bây giờ người ta tránh còn chẳng được, đằng này chị cứ đi tin vào. Thì cô cũng biết đấy, anh chị bao nhiêu lâu không có mụn con rồi. Nhìn người ta có con, chị cũng thèm chứ. Thế nên người ta nói cái gì chị cũng tin, để bị lừa như thế, chứ chị đâu có muốn đâu. Để chị gọi. Ôi dồi ôi, chị gọi làm cái gì nữa? Bây giờ chị gọi cháy máy thì người ta cũng không nghe đâu. Bây giờ chúng nó lừa chị rồi, thì chúng nó làm sao cho chị cơ hội để tìm được chúng nó? Vậy à? Vậy thế bây giờ mình phải làm thế nào? À, mình không tìm được chúng nó thì để chúng nó tìm mình. Để chúng nó tìm mình á? Chào cô, tôi thấy cô đang bán bùa và nước thánh. Ý cô là gì? Sao cô không xin phép tôi? À, thầy có phải là thầy Hoàng không ạ? À, thầy ơi thầy, chuyện là như thế này ạ. Con thấy chị gái con mua bùa và nước thánh của thầy bây giờ đã có thai rồi đấy ạ. Và con thấy hiệu nghiệm nên là con cũng muốn chia sẻ với mọi người. Mà chuyện cũng bất ngờ nên là con cũng chưa kịp xin phép thầy ạ. Có thai á? Sao lại có thai? Bây giờ con muốn nhập một lô lớn bùa và nước thánh của thầy. Con thì con gọi điện cho thầy mãi chẳng được. Nên là con đã liều đăng ảnh ạ. Không biết là khi nào con sẽ được gặp thầy để bàn kỹ hơn về chuyện này ạ. Linh ơi, chị thấy nguy hiểm lắm. Làm như thế có được không? Em đi như thế nguy hiểm lắm. Chị lo cho em lắm, đừng đi. Chị cứ yên tâm đi. Kiểu gì em cũng lành lặn trở về, cùng với cả số tiền của anh chị. Nhiều thế này cơ ạ? Nhiều á? 500 triệu thôi mà con. Sao? Thầy bảo là 500 triệu thôi ạ? Thầy tôi nói 500 là 500. Vào tay cô kiếm bao nhiêu trả được. Chúng tôi không quản. Lòng. Dạ. Đệ tử thầy nó có hơi nóng. Nhưng mà nó nói đúng đấy. Mấy cái đồ tâm linh này ấy, con mang về, con bán cho mọi người, vừa có tiền mà lại vừa tích đức. Còn thấy đấy, ở ngoài xã hội bây giờ biết bao nhiêu cặp đôi chạy chữa mà có được đâu. Vâng ạ. Số tài khoản của thầy đâu nhờ? Số tài khoản ơi. Con chuyển khoản vào số tài khoản này. 500 triệu, không thiếu một đồng. Thầy ơi, con chuyển rồi đấy ạ. Thầy thấy tinh tinh rồi. Chắc là tiền về đấy nhỉ. Thầy cảm ơn nhá. Rồi, thầy cho mình đi nhỉ. Chào nhá. Cung xì á. Cung xì á. Này. Cái gì đấy? Đúng là mèo mù vơ cá rán nhỉ. Tự nhiên anh em mình làm phát 500 triệu ngon ơ. Đúng là mèo mù vơ cá rán. Mà chả hiểu cái thằng già kia ăn nhầm thuốc gì mà nó có chữa nuốt được. Ai mà biết được. Biết đâu con chị nó đổ chuối thì sao. Thôi đùa đấy. Vợ của mình có khi là vợ khác. Tha lên thuyền. Thôi, ông tập trung vào nấu nước thánh đi, còn tôi để tôi vẽ bùa. Kiếm một món tiền lớn. Nè. Đưa. Sớ đấy. Này. Mày ngửi thấy mùi gì khét khét không?
Ờ, hay hàng xóm nấu cái gì cháy nhở? Mà thôi kệ đi. Nhanh rồi anh em mình đi làm mấy ván. Tao nộp tiền cho chúng nó cả tháng này rồi đấy. Tôi đành nhớ sức mạnh của mạng xã hội vậy. Để xem ấy, các anh thoát kiểu gì. Sáng nay, công an thành phố Hà Nội vừa tóm được hai kẻ lừa đảo bằng những chiêu trò tinh vi, chúng tự nhận là thầy bói để lừa bán nước thánh và bùa cho những người khác để kiếm lợi. Hiện nay hai tên tội phạm đã nhận. Anh, cái bọn này này, nó thầy bói lừa mình đấy. Ừ, anh biết mà. Bây giờ bọn chúng bị bắt rồi. Nhưng mà anh nghĩ tiền của vợ chồng mình khó lấy lại lắm. Bởi vì mình cũng chẳng có bằng chứng gì cả. Thế thì chán thật đấy. Ai bảo anh chị là không lấy lại được cơ? À, Linh đến chơi hả em? Em không đến chơi. Em đến đây để... Chà là... Anh chị biết đây là cái gì không? Anh chị xem đi. Nhiều tiền thế này. Hay là tiền của vợ chồng mình? Cô Linh, chị cảm ơn cô nhá. Nhưng mà... Cô đòi thế nào đấy? Em là Linh mà, phải có cách. May quá, cảm ơn em. Nếu mà không có em ý, thì chắc là vợ chồng anh đã mất một khoản lớn rồi đấy. Linh này, tiền của anh chị thì đây rồi. Nhưng mà còn tiền của em thì sao? Hôm đấy em đi gặp chúng nó, có bị chúng nó lừa không? Tất nhiên ý, là em không mất một xu nào cả. Tại vì em biết cách hack giao dịch ảo mà. Cái gì? Em biết hack giao dịch á? Ngồi xuống đây. Mà này, anh chị còn trẻ, hãy tìm cách mà để chữa chạy. Chứ đừng tin vào mấy cái thầy đấy nữa, nha, không nên đâu. Chị biết rồi cô Hạ, là do chị không dám nữa đâu. May mà lần này có em đấy, không để chẳng biết làm sao mà lấy lại được số tiền này nữa. Nhưng mà nghĩ đến chuyện có đứa con, chị cũng thấy buồn lắm. Chả biết làm thế nào cả. Vợ này, anh nghĩ là mai vợ chồng mình cũng đi khám. Anh tin chắc ấy, rồi sẽ có ngày vợ chồng mình sẽ có con thôi. Vâng. Dạo này chị có bị nghén nhiều không chị? Nghén cũng bình thường thôi, nhưng mà dạo này ăn nhiều quá, sợ béo chết đi được ấy. Sợ khẽ. Mà này, anh chị vẫn phải cảm ơn cô đấy. Nếu mà không có cô ấy, anh chị sao mà biết chạy chữa. Nếu lúc đấy, chắc là chị cũng không có đứa bé này mất. Chị cứ quá lời, em có làm được gì cho chị đâu. Đấy là cũng do anh chị kiên trì này, chịu khó chữa chị đấy chứ. Không, anh chị vẫn phải nhớ ơn cô chứ. Nếu mà không có cô ấy, chị lại bị lừa hết tiền rồi. Làm sao tìm được tiền lại cơ. Chị nè, ơi, cháu của cô ngoan ở trong này rồi, mong mong ra với cô rồi cô bế nhá. Tặng em này. Anh làm em bất ngờ quá. Em biết là cái gì rồi nha. Anh biết là em rất thích. Tên hàng phách à? Em đã bảo anh là em thích một cái túi LV hàng hiệu cơ mà. Sao anh tặng em một cái túi hàng nhái này chứ? Anh biết. Nhưng mà bây giờ công việc của anh đang hơi khó khăn. Bao giờ anh vực dậy lại được công ty, anh mua cho em một chiếc túi hàng hiệu khác nhá. Em không quan tâm. Em đã nói với anh bao lần rồi, là anh từ bỏ cái ý định kinh doanh điên rồi đi. Nó sẽ không thành công đâu cơ mà. Anh biết. Em phải tin ở anh chứ. Cố gắng chịu khó một thời gian nữa nhá.
Bạn bè em mà thấy em dùng cái túi hàng fake này, chúng nó cười cho em thối mũi mắt. Mà thôi, mình đi ăn đi, em đói rồi. Bây giờ em muốn ăn gì? Em muốn ăn mít tết với cả uống rượu vang ở nhà hàng mọi khi ấy. Anh thì anh nghĩ là chúng mình nên đi ăn một cái gì đấy rẻ hơn. Phở bò hai trứng nhá. Anh bị điên à hả? Một cô gái sang chảnh như em, anh lại đưa em đến mấy quán bình dân đấy á? Bực mình. Mua em này. Sao không nổ được nhờ? Rõ ràng vừa mới sửa sáng nay xong mà. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, là anh bỏ cái xe này đi, mua cái xe mới được à? Em biết rồi, nhưng mà phải đợi đến khi anh thành công đã. Đến khi anh thành công, anh sẽ đưa em đi đến nơi nào em muốn, bằng chiếc xe em thích, được chứ? Tôi phải nói bao nhiêu lần là cái xe này không thể nổ được. Và cái ý tưởng ngu ngốc của anh cũng sẽ không thành công được đâu. Xe nổ rồi này, em lên đi. Anh đã bảo rồi, phải tin anh chứ. Đừng hành động như một cái thất bại nữa. Tôi không muốn ai thấy tôi trên chiếc xe cà tàng ở đâu. Em tới rồi, có chuyện gì đấy? Rất vui khi mà em tới đây. Chiếc túi này hơi khác khác. Em mới mua nó rồi à? Đúng thế. Anh không cho em những gì em muốn thì em tự phải làm thôi. Thế cũng tốt mà. Em ngồi đi. Ngọc này, chúng mình đã hẹn hò với nhau được 1 năm rồi. Anh cảm thấy rất là hạnh phúc. Anh sẽ không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh sẽ thế nào nếu như không có em. Em lấy anh nhá. Đây là cái gì? Nó bé tí này mà chẳng có một tí kim cương nào á. Anh biết, thực sự là anh muốn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất ở trên đời. Anh hứa, em chỉ cần tin anh thôi. Khi nào anh làm ăn được, anh sẽ tặng cho em những chiếc nhẫn mà em mong muốn nhá. Này, sao anh cứ nằm mơ mãi thế nhỉ? Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, là cái ý tưởng kinh doanh của anh sẽ không bao giờ thành công được đâu. Và tôi cũng sẽ không lấy anh đâu. Cái nhẫn này, nó không xứng đáng với tôi. Anh biết không? Anh Sang nói đúng, anh sẽ không bao giờ chịu thay đổi đâu. Sang sao? Đúng thế. Anh Sang trước đây là đối thủ của anh. Anh ấy đã để ý tôi. Và hiện giờ hai chúng tôi đang yêu nhau. Anh nghĩ là tôi sẽ ngồi yên để chờ anh mua cho tôi những gì mà tôi thích hay sao? Anh không hiểu. Em không thể chờ anh được à? Tôi chán lắm rồi. Tôi cần một người đàn ông thực thụ, một người có thể thỏa mãn tất cả những nhu cầu của tôi. Nhưng dù sao, cũng chúc anh thành công với những ý tưởng kinh doanh của anh. Dù tôi biết, nó cũng sẽ không thành công đâu. Ngọc chọn Sang và tận hưởng quãng thời gian tốt đẹp bên người yêu mới. Cuối cùng thì cô ta cũng tìm được một người đáp ứng nhu cầu của cô ta và mua cho cô ta những món quà đắt tiền. Tôi dần vượt qua được nỗi đau chia tay và thực sự làm việc, gặp được một người con gái có niềm tin ở tôi và đến với tôi không phải vì tiền. Trái lại, một lần Ngọc phát hiện ra Sang mua một món quà đắt tiền cho cô gái khác, cuộc đời cô ta xuống dốc từ đấy. Trong khi cuộc đời của tôi bắt đầu trở nên tốt hơn, việc làm ăn của tôi cũng trở nên thành công. Rồi đến một ngày, tôi và Ngọc gặp lại nhau.
cô sao không? Không sao. Ơ, Ngọc. Anh Hoàng. Rất vui khi được gặp em. Trông anh tuyệt quá. Mà chiếc túi LV này của anh à? Anh mới mua tạm một cái. Anh tưởng em không thích dùng đồ hàng fake. À, đây là túi bạn em mua tặng. Mà đây là xe của anh à? Đây là xe của anh. Anh mới mua. Trông được không? Được ạ. Anh Hoàng này, thực ra thì em không muốn suy nghĩ về anh đâu. Em nói thế là sao? Thế còn bạn trai mới của em, tên Sang ấy. Em và hắn ta chia tay nhau rồi anh ạ. Hắn ta... À mà thôi. Anh còn nhớ chiếc nhẫn anh mua cho em không? Thực ra thì em suy nghĩ về nó rất là nhiều. Em thấy nó rất hợp với mình đấy. Anh Hoàng. Em đây rồi. Để anh giới thiệu nhá. Đây là Ngọc. Chắc em cũng biết rồi. Còn đây là Trang. Nhân viên ở công ty anh. Và bây giờ là bạn gái của anh. Chào cô Ngọc, rất vui được gặp cô. Em không biết, anh có bạn gái mới rồi đấy. Thật ra tôi là vợ sắp cưới của anh Hoàng. Anh ấy mới cầu hôn tôi tuần trước. Em đã bảo với anh rồi, không cần cầu hôn làm gì đâu, cầu kỳ lắm. Anh chỉ muốn làm những gì anh thích thôi. Vậy mình đi thôi, không sắp đến giờ đặt bàn rồi. Anh không muốn em lỡ hẹn với rượu vàng và bít tết ở nơi cao nhất thành phố này. Đi thôi em. Anh Hoàng, cô ta có gì mà em không có chứ? Ngọc, cô ấy tin anh. Khi em giận anh vì anh không thể mua được cho em một chiếc túi hàng hiệu, mặc dù anh chỉ mua cho Trang một chiếc túi bình thường, nhưng cô ấy giận anh vì cô ấy muốn anh để tiền làm công việc khác. Khi em giận anh vì anh không thể đưa em đi ăn những nhà hàng sang trọng nhưng món ăn đắt tiền, thì Trang lại giận anh vì anh đưa cô ấy đi ăn ngoài. Cô ấy muốn nấu ăn cho anh để anh có thời gian để làm việc. Khi em bỏ anh vì anh không thể mua được cho em một chiếc nhẫn kim cương đủ to, thì cô ấy sẵn sàng ở bên anh và chờ đợi đến khi mà anh thành công. Và giờ thì anh muốn trao cho cô ấy tất cả. Dù sao cũng cảm ơn em. Rất vui khi được gặp lại em. Chào Ngọc. Đi đây. Hãy luôn trân trọng những người ở bên cạnh bạn dù bạn chưa có gì. Những người tiết kiệm giúp bạn thay vì tiêu tiền của bạn. Những người luôn giúp bạn tập trung làm việc thay vì làm bạn phân tâm với những điều nhỏ nhặt. Và những người tin vào năng lực của bạn dù không một ai nhìn thấy cả. Và hãy nhớ rằng, trừ khi là họ cùng bạn vượt qua quãng thời gian khó khăn. Còn nếu không, hãy cứ bước đi. Họ sẽ xuất hiện khi bạn thành công. Hey mọi người, mình là Trần Việt Hoàng. Hy vọng là các bạn thích thông điệp trong video này nhé. Cũng nhờ chị tư vấn và hướng dẫn bọn em cách mở chương trình ưu đãi nên tháng này doanh số của showroom mình tăng hơn hẳn chị ạ. Thôi được rồi, khéo miệng quá. Cậu làm việc tiếp đi, tôi đi xem mấy con xe. Dạ vâng ạ, chị cứ đi đi ạ. Anh! Em đi làm kiểu gì mà giờ này mới đến đấy? Anh làm sao thế? Em là thư ký, đến đây cũng chỉ kiểm tra giấy tờ rồi sổ sách. Đi mượn một tí thì làm sao? Showroom mới nhập thêm mấy chiếc xe đấy. Em kiểm tra rồi có gì còn báo cho nhân viên biết đi. Người yêu em nghiêm túc quá cơ. Đây là chỗ làm đấy nhá. Đi rồi. Này, cô làm cái gì đấy hả? Thì tôi đang xem cái xe này. Xe này á? Không bán. Xe ở trong showroom tại sao lại không bán? Thì đây là xe mới. Mà tất cả xe mới ở showroom này ta phải đi chán đi chơi rồi ta mới bán. Thế cô là chủ cái showroom này à? Việc này thì liên quan gì đến mày hả? Cái con nghèo kết xác này. Biến.
Chị Dinh, chị Dinh mua bánh mì không ạ? Chị không mua đâu, mà cô bé em đi đâu đây? Em đang trốn anh của em đấy, chị không được nói với anh là em trốn anh, nhớ chưa? Ừ, chị biết rồi. Nhớ đấy nhá. Ừ, thế nhưng mà anh của em ở đâu? Em không nên đi một mình ngoài đường thế này đâu, nguy hiểm lắm. Không sao, chị nhớ đấy nhá. Chị yên tâm đi, em không sao. Nhớ không được nói với anh, nhớ chưa? Nhớ nhá, em đi đây. Đi nhá. Bánh mì. Ôi. Bánh mì. Điện này. Mất cái mồ hả hả? Mày biết xẻ tao cắt tiền như thế nào không? Mày mới va vào. Bẩn hết bánh mì của em rồi này. Mất đèn chị ơi. Gặp ngay con thâm thâm giờ. Này, xước xe của tao rồi, đền tiền cho tao nhanh. Chị không muốn tiền. Không có tiền đúng không? Không có tiền á, tao tát cho mày lờ tiền ra thôi. Thâm thâm giờ những người à? Hả? Đừng đánh thì chị, đừng đánh gì. Này cái câu kia. Cô là ai mà ngang nhiên đứng ngoài đường đánh người ta như vậy? Liên quan gì đến mày hả? Tưởng ai? Hóa ra là bà chị già, không có tiền mua xe à? Hôm nay tôi không có hứng thú để ôn lại chuyện cũ. Rõ ràng là cô lái xe không để ý đường, đâm vào người ta bây giờ còn tính đòi bồi thường ăn vạ à? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Thì làm sao? Mình em rồi. Cầm cái mõm vào. Mày có tin tắt tắt mày lật mất không à? Hả? Này cô kia, tôi vẫn đang đứng ở đây đấy. Đứng ở đây thì làm cái gì? Mày có biết tao là nữ thư ký của Ham Group, mà người yêu tao ấy thì lại là tổng giám đốc. Tao phải sợ một con bắt con như mày á? Ham Group mà cũng tuyển người như cô á? Thì làm sao? Tao mà nghiến răng một cái á là hai chúng mày ra bã nghe chưa? Không nói nhiều nữa, đền tiền cho tao. Cô cũng tự tin quá nhở? Thì làm sao? Còn gì ạ? Mày phải đền tiền cho tao. Không ý, phải làm người cho tao. Bao giờ trả hết nợ thì thôi, đi làm công đi. Bỏ ra. Đúng. Vấn đề gì có thể giải quyết được bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa. Mày cũng khôn đấy. Trong này có 10 triệu. Con này, liệu hôn nghe chưa? Em có sao không? Thôi, đi theo chị. Lại là mày à? Tại sao tao đi đâu cũng gặp loại nghèo hèn như mày thế nhở? Chuyện đó không quan trọng. Theo như tôi được biết, đây là chiếc xe mới của showroom, tại sao cô có thể lái nó ra ngoài? Một con nhân viên mặt hạng như mày mà cũng trách kỹ nhở? Tao là thư ký, còn người yêu tao là tổng giám đốc. Tất cả xe showroom này là của tao hết, tao thích làm gì tao làm. Thì ra đó là lý do mà cô ra ngoài tắc quái vô lý như vậy. Câm mồm, đi ra đây, lau vết xước cho tao lên. Mày lau kiểu gì đấy hả? Liếm nó sạch vào nghe chưa? Hóa ra con thiểu năng này, chúng mày dắt nhau đến đây để cho tao hành hạ đấy à? Cô ngông cuồng nó vừa thôi. Chúng tôi chưa động vào móng tay của cô đâu. Cô đừng có sỉ nhục chúng tôi. Một con nhân viên quyền với một con bị thiểu năng, tại sao tao phải nể chúng mày nhở? Nhở? Em vào trong kia đi. Rồi lát nữa chị gọi em sau nhá. Đi vào đi. Thích gây chuyện đúng không? Sao? Cô muốn làm gì? Cô muốn đánh tôi à? Được. Nếu mà cô muốn đánh tôi. Đau quá. Đau quá. Mày đi ăn vả ra đây à? Tôi xin cô đừng đánh tôi mà. Tôi xin cô đấy. Tao đã làm gì mày đâu à? Em làm cái trò gì đấy hả? Anh, con nhân viên này có định ăn vả em anh ạ. Anh để yên cho mày đánh chết tao đi. Cái thá này chứ. Cũng chỉ là một đứa nhân viên quen bán sức lao động.
Em muốn đánh thì đánh, mà muốn đuổi thì đuổi. Em biết cô ấy là ai không? Hả? Là ai? Là một con vô danh tiểu tốt, suốt ngày lo chuyện bao đồng. Mà thôi, kệ nó đi anh. Này, anh đã tìm thấy em gái anh chưa? Vẫn chưa. Nó bệnh tật như thế, bây giờ lên đây đi lang thang một mình ở ngoài đường, nhỡ đâu gặp phải người xấu thì làm sao? Thương thật, em ra đường mà gặp ai như thế á, kiểu gì em cũng giúp đỡ rồi đưa về tận nhà. Chắc là người ta cũng sẽ làm như em thôi, anh nhỉ? Cô Ngọc đúng là một người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện đấy. Liên quan gì đến mày à? Ờ thì... Ở đây có người xấu. Thủy, em đi đâu đấy? Anh tìm em mãi từ sáng đến giờ đấy. Ở đây có phù thủy, người xấu. Anh trai, đây là em anh á? Đúng, đây là Thủy, em gái của anh. Mới ở dưới quê lên. Dạ vâng, em biết rồi. À mà anh ơi, sáng nay á, chính con bé này đã làm đổ hết cái rổ bánh mì của em gái anh. Xong nó còn bắt em phải đền cho con bé. Mà đã thế á, nó còn lôi em gái của anh đi đâu nữa. Em ngăn cản mà nó còn định đánh em ý. Sao nữa, cô nói tiếp đi. Mày còn vênh váo được à? Chính mày đã bắt cóc Thủy. Cậu sao? Cậu nói cho cô ấy biết tôi là ai. Tôi cần phải bắt cóc em gái của cậu không? Đây là chị Trang, chủ tịch của tập đoàn Ham Group đấy. Chính chị ấy là người trả lương cho cả anh cả em đấy. Em có hiểu không? Còn em ấy, em điều ngoa nó vừa vừa thôi. Không đời nào chị Trang đây lại làm trò đấy đâu. Chị Trang, chủ tịch của em á. Em chào chị ạ. À mà chị đợi em một chút nhá. Em lấy tiền trả lại chị. Ai đời nhân viên lại cầm tiền của chủ tịch cả. Thôi khỏi. Tôi có nhiều chuyện muốn nói với cô lắm. Trước tiên là chuyện công nhá. Cái xe này à? Cái xe này thì em cũng định là mua của showroom chị ạ. Thế thì cô đã giao tiền chưa? Giấy tờ đâu? Tại sao cô lấy nó ra chạy ngoài đường giống như là xe của mình đấy? Em xin lỗi chị, em chót dại ạ. Như vậy là cô đã thừa nhận cái việc là dùng xe của showroom vào mục đích riêng rồi đúng không? Như vậy là tội lạm dụng chức quyền, tội gian dối. Thế còn bây giờ tôi tính cái chuyện tư. Anh ơi, ở đây có phù thủy. Ai là phù thủy hả em? Kia kìa, phù thủy lại còn đánh em hơn, đánh hơn đây này. Thủy hâm dở dở, biết cái gì đâu mà nói ạ? Hâm dở? Cô Ngọc cũng biết dùng từ đấy. Thì chẳng thế, nó cứ hâm hâm dở dở ôm cái rổ bánh mì. Em biết nó là ai đâu ạ? Em tôi ấy, nó không được tinh khôn như những người khác. Nó chỉ coi bánh mì là đồ chơi của nó thôi. Hóa ra đấy chính là cái cớ để cô khinh thường, cô đánh đập nó à? Dạ không phải ạ, thực sự đây chỉ là hiểu lầm thôi anh ạ. Rồi, cô diện hay thật đấy. Cô dùng uy quyền của tôi ấy để sử dụng xe của showroom, tôi đã không thèm nói gì rồi. Trước mặt tôi ấy thì cô tỏ ra là ngọt ngào, còn đằng sau lưng tôi ấy thì cô đánh đập hành hạ em gái tôi đúng không? Không phải, thực sự em cũng biết đây là em gái của anh đâu ạ. Thôi đi, nếu như biết đấy thì cô sẽ diễn tròn vai hơn à? Hả? Thôi đi, bây giờ chia tay đi. Tôi không muốn qua lại với cả một người vừa ích kỷ, vừa xấu xa như cô. Nhân tiện đây tôi cũng nói luôn, từ ngày mai cũng không cần phải đi làm nữa. Công ty của tôi không thiếu nổi một người như cô. Chị Trang, chị nói vậy là có ý gì ạ? Mời cô đi cho. Cô Tiên tốt bụng anh ơi. Chị Trang, hai anh em cảm ơn chị ạ. Nhờ có chị em mới nhận được ra bộ mặt thật của Ngọc. Không ấy, em cũng đã bị tàn một đời trai rồi chị ạ. Lần sau nhìn người thì nhìn cho kỹ. Ở đời này thật giả bất phân. Cô Tiên. Chị cảm ơn, chị tên là Trang. Thôi, cậu đưa Thủy về nhà nghỉ ngơi đi. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Chào chị đi. Chào cô Tiên. Đi thôi em.